Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ ba ngày 5 tháng 6. Và bây giờ chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền tiêu biểu giai đoạn 2014-2018. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với tạp chí Sức khỏe và Môi trường, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức lễ phát động chiến dịch bảo vệ môi trường về sức khỏe cộng đồng. Nhập rác thải ni lông về tái chế gây ô nhiễm môi trường ở làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, cấm cũng như không. Chi hội phụ nữ 7, thôn Phú Cường, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động thi đua làm theo lời Bác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền tiêu biểu của tỉnh giai đoạn 2014-2018. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Những năm qua, phong trào ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các gia đình trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2014-2018, toàn tỉnh có trên 56.000 hộ gia đình đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền. Điển hình trong phong trào này là gia đình ông Doãn Hữu Độ, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, gia đình bà Nguyễn Thị Quân, xã Đại Tập, huyện Khói Châu, gia đình ông Phạm Xuân Kham, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, gia đình ông Nguyễn Xuân Tươi, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi. Chúng tôi trong gia đình là thành viên những người ông bà, thì luôn luôn những việc làm, những cử chỉ, những hành động, việc làm và hành động đều phải gương mẫu. Và cái quyền của các cháu ấy, thì chúng tôi chỉ có hướng nghiệp cho các cháu, mà đồng thời dần dần cho các cháu biết được cái sự thế nào là làm con và làm cháu. Ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền là hình mẫu lý tưởng mà mọi gia đình đều hướng tới. Đối với chúng cháu, thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước, cháu tự nhận thấy rằng bản thân mình cần phải nỗ lực hết mình để cố gắng hoàn thiện bản thân, giúp ích cho gia đình và xã hội. Hơn nữa, cháu cùng với chị em trong gia đình phải bảo ban nhau, luôn luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau và luôn luôn giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của gia đình. Tại hội nghị lần này, toàn tỉnh đã có 161 gia đình tiêu biểu được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen, giấy chứng nhận ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền. Đây là những nhân tố cơ bản để giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và giai đoạn tiếp theo. Muốn để mà giữ được cái danh hiệu này thì nói chung bản thân tôi cũng phải cố gắng rất nhiều để vận động con cháu là coi như là thực hiện các cái chính sách của nhà nước, các phong trào mà do nhà nước, các cái đoàn thể phát động. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận kết quả các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động và biểu dương chúc mừng thành tích 161 gia đình tiêu biểu trong phong trào ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phối hợp với các cấp các ngành địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về gia đình, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững, tăng cường tuyên truyền thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào thi đua ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền hiệu quả, thiết thực và đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa hơn nữa. Hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, ngày vì môi trường thế giới 5 tháng 6, sáng nay tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với tạp chí Sức khỏe và Môi trường, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức lễ phát động chiến dịch bảo vệ môi trường vì sức khỏe cộng đồng. Sự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành và các huyện, thành phố.
Từ năm 1972, Liên Hợp Quốc lấy ngày mùng 5 tháng 6 hàng năm là Ngày Môi trường Thế giới. Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm nay là giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông. Tại Hưng Yên, trong những năm qua, các cấp các ngành đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức cùng những việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử yêu cầu các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh cùng hành động cam kết vì một môi trường sống trong lành, an toàn và bền vững. Có nhiều việc làm cụ thể thiết thực để công tác bảo vệ môi trường đi vào nền nếp, trở thành nếp nghĩ thói quen hàng ngày của mỗi người. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc về quản lý bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường, huy động các nguồn lực của xã hội để đầu tư xử lý dứt điểm các điểm gây ô nhiễm môi trường. Mỗi tập thể cá nhân tích cực tham gia trồng cây xanh, bảo vệ cây xanh, không vứt rác bừa bãi, làm tốt việc phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, tham gia thu gom, xử lý chất thải tại khu dân cư, trường học và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng tặng bằng khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ môi trường. Ngay sau buổi lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu và nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường tại khu vực công viên Nam Hòa, kêu gọi mọi người thường xuyên dọn dẹp làm sạch môi trường không chỉ trong gia đình mình mà cả các khu dân cư, nơi công cộng. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp triển khai các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh tập trung rà soát kiểm tra các trạm bơm, tiến hành vận hành thử, đảm bảo sẵn sàng chống úng, chống hạn. Đối với hệ thống kênh mương, kiểm tra chỗ nào bị ách tắc, phải kịp thời xử lý. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thành lập một tổ công tác giao cho đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm tổ trưởng, tiến hành kiểm tra đột xuất một số đơn vị về công tác chuẩn bị các phương án nhân lực, vật tư, phương tiện phòng chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều theo cấp báo động và phương án bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thành phố cần tập huấn đầy đủ về chuyên môn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nội dung cứu nạn để người dân không bị bất ngờ trong trường hợp thực hiện phương án di dân. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nêu cao tinh thần sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu nếu có sự cố xảy ra tại các địa phương trong tỉnh nhằm tránh thiệt hại về người và hạn chế thiệt hại tài sản của nhà nước và nhân dân phòng khi có sự cố xảy ra. Ngày 5 tháng 6, Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên chính phủ hai nhóm vấn đề về quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và về lao động việc làm, bảo vệ trẻ em. Đại biểu Nguyễn Thị Phúc thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà về tình trạng những dòng sông bị bức tử vì ô nhiễm môi trường. Kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi tới Bộ trưởng câu hỏi. Hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải là hệ thống sông lớn ở miền Bắc với chiều dài sông chính khoảng 232 km và hơn 2.000 km kênh nhánh nằm phục vụ tưới tiêu và thoát ứng cho các tỉnh thành Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương. Tuy nhiên hiện nay dòng sông đã bị ô nhiễm nặng, nước sông đen ngòm đặc quánh nhiễm kim loại nặng và ngấm cả vào mạch nước ngầm. Cử tri đã phản ánh đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền và bộ nhiều lần, nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn diễn ra, dòng sông vẫn tiếp tục bị bức tử. Việc xử lý ô nhiễm dòng sông đã phức tạp, rất phức tạp và có tính liên vùng, liên tỉnh. Vậy xin hỏi Bộ trưởng, công tác chỉ đạo và phối hợp với các bộ ngành địa phương đã triển khai đến đâu, hiện nay đạt được kết quả gì? Hiện tại đã xử lý được bao nhiêu doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp, làng nghề xả thải trái phép ra dòng sông? Xin cảm ơn Bộ trưởng. Hệ thống Bắc Hưng Hải đang bị bức tử
Đây là một cái vấn đề mà chúng tôi đã biết. Nhiều doanh nghiệp ở đây như báo cáo hôm qua về tình trạng các doanh nghiệp hiện nay do công nghệ, kỹ thuật, năng lực yếu kém, do công tác quản lý nhà nước về môi trường ở trung ương và địa phương còn chưa đáp ứng yêu cầu. Thì hôm qua tôi đã nói nguyên nhân. Và trên thực tế thì cái hệ thống sông ấy, nếu là hệ thống thủy lợi ấy, thì nếu theo luật hiện nay ấy, thì nó có một vấn đề, không biết là sẽ là Bộ Tài nguyên Môi trường hay là Ủy ban Nhân dân địa phương sẽ quản lý về chất lượng nước. Tôi cho rằng là quản lý nước ở đây này thì đang có vấn đề chồng chéo như các đại biểu hôm qua đã nói đấy. Thực tế quản lý chung tổng hợp là Bộ Tài nguyên, nhưng mà đi vào từ hồ chứa, thủy điện, rồi thủy lợi thì cái chất lượng và sử dụng lại do các cơ quan khác nhau. Nhưng cái trách nhiệm xuyên suốt đó là quản lý các nguồn thải. Thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải quay lại hôm qua. Thứ nhất là tính xem là nguồn thải từ trên bờ do nước thải sinh hoạt là bao nhiêu. Các nguồn thải từ các khu công nghiệp và các doanh nghiệp là như thế nào. Việc này, những việc trách nhiệm lớn hơn 200 mét khối, Bộ Tài nguyên chúng tôi đã có cơ sở dữ liệu, chúng tôi đang kiểm soát. Dưới 200 mét khối, địa phương cần phải thống kê, đánh giá và kiểm soát. Trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ tập trung vào kiểm soát các cái đối tượng này. Thực hiện lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những năm qua, Chi hội Phụ nữ số 7 thôn Phú Cường, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động luôn tích cực thực hiện các phong trào thi đua của hội, của địa phương phát động và là chi hội điển hình của tỉnh trong phong trào thi đua làm theo lời Bác. Ngay khi được Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh phát động phong trào thi đua tiết kiệm giúp hội viên phát triển kinh tế, giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, Chi hội Phụ nữ số 7 đã tuyên truyền kêu gọi hội viên ủng hộ trên tinh thần tự nguyện. Năm 2017, mô hình lá lành đùm lá rách được xây dựng đến nay đã hỗ trợ được 3 gia đình. Không may thì là tôi mắc cái bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng là được tất cả chị em toàn xã và Chi hội 7 tôi là giúp đỡ tôi tiền, vì tinh thần rồi tất cả về mọi mặt là tôi rất phấn khởi. Hiện toàn thôn có 87% hộ gia đình thực hiện tốt phong trào 5-0-3-sạch là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, không tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Bên cạnh việc thu gom rác thải định kỳ trong tuần, chi hội còn vận động chị em ra quân tổng vệ sinh môi trường vào dịp lễ Tết, trồng các tuyến đường hoa, không chỉ góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn tạo cảnh quan đẹp cho khu dân cư. Thực hiện cái 503 sạch thì tôi giữ gìn vệ sinh, sạch nhà, sạch bếp và đường làng ngõ xóm là thường xuyên là sạch. Chi hội 7 là một chi hội tích cực thực hiện các phong trào và các cuộc vận động, trong đó có phong trào thi đua yêu nước thì chi hội thực hiện rất là tốt về cuộc vận động, như là giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, là một chi hội có nghĩa là luôn dẫn đầu trong cuộc vận động. Sức mạnh đoàn kết của chị em hội viên phụ nữ chi hội 7 được phát huy qua các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng trong sự phát triển của thôn và đưa xã Phú Thịnh sớm về đích nông thôn mới từ năm 2015. Hôm nay ngày 5 tháng 6, Ngày Môi trường Thế giới. Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm 2018 là giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông. Từ nhiều năm nay, tại làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, rác thải nhựa, túi ni lông có nguồn gốc nước ngoài được vận chuyển trái phép về để tái chế, gây ô nhiễm môi trường, không khí, khói bụi và nguồn nước cho cả khu vực. Ven các đường chính, đường nhánh trong khu làng nghề và trong cả khu dân cư thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, đâu đâu cũng thấy rác. Từng bịch rác nặng vài trăm kg từ nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau vẫn được đều đặn vận chuyển về phục vụ nhu cầu tái chế, tạo hạt nhựa của hơn 1.200 hộ tại làng nghề.
Theo ước tính của lãnh đạo thị trấn Như Quỳnh, bình quân mỗi ngày có khoảng 100 tấn rác phế liệu trở về các hộ tại làng nghề để tái chế. Dù đã cấm nhập khẩu vận chuyển rác về tái chế tại thị trấn Như Quỳnh, nhưng không hiểu bằng cách nào hàng ngày vẫn có hàng trăm tấn rác được vận chuyển về đây để tái chế, và hệ quả ở đây là gánh nặng về ô nhiễm môi trường và rác thải. Một số ngày nay thì hiện nay là không còn hạn chế về vấn đề công, nhưng mà bằng hình thức là xé nẻ ra các cái xe nhỏ mà người ta đã nhập trước và từ Hải Phòng về, thì người ta xé nẻ ở các cái kho ở lân cận, các tỉnh lân cận, người ta chuyển về theo cái đường xe nhỏ, không như hình thức như xe công như xưa nữa. Bất chấp hậu quả về ô nhiễm môi trường, quy mô tái chế tại làng nghề vẫn mở rộng hơn. Không chỉ ô nhiễm trong quá trình tái chế rác ra hạt nhựa, các loại rác thừa trong quá trình tái chế cũng đang là nguy cơ lớn tại làng nghề. Ước tính của lãnh đạo thôn Minh Khai, bình quân mỗi ngày có khoảng 50 tấn phế thải được vận chuyển vào bãi rác. Đa số là các chất thừa trong quá trình tái chế rác lấy hạt nhựa. Dù rộng 4 hectare, nhưng bãi rác của thôn luôn trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cơ bản ở đây tôi là đốt thủ công, thì nó cũng chưa có công nghệ xử lý nào. Đến thời điểm này, tất cả các hộ cá nhân và doanh nghiệp tại làng nghề Minh Khai chưa có đơn vị nào được cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên cấp phép đủ điều kiện nhập khẩu rác thải về tái chế. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, việc cấm cũng như không. Thực hiện tháng cao điểm phòng chống ma túy từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018, chỉ trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6, Công an huyện Kim Động đã phát hiện và bắt giữ 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào hồi 18 giờ ngày 2 tháng 6, Công an huyện làm nhiệm vụ tại khu vực gần quán cà phê Mỹ Hạnh thuộc thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh, phát hiện bắt quả tang Bùi Tuấn Minh, sinh năm 1989, trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, đang tàng trữ 0,89 gam ma túy đá. 12 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6, Công an huyện làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, phát hiện bắt quả tang Nguyễn Khắc Dương, sinh năm 1996, trú tại Trung Hòa, xã Phú Thịnh, đang tàng trữ 0,208 gam ma túy đá. Vào hồi 22 giờ 10 phút ngày 3 tháng 6 tại đội 5 xã Đức Hợp, Công an huyện đã bắt quả tang Nguyễn Văn Trận, sinh năm 1981, trú tại Hạnh Lâm, xã Mai Đậu, đang tàng trữ 0,286 gam ma túy đá. Hiện Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng trên và tiếp tục điều tra làm rõ. Mời quý vị và bà con đến với mục thông tin cùng nhà nông. Thưa quý vị và bà con, vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện quy trình quản lý tổng hợp sâu đục quả vải lai chín sớm phủ cử. Quy trình được triển khai nhằm tạo điều kiện cho người sản xuất vải thực hiện phòng trừ sâu đục quả vải đạt hiệu quả cao, khống chế tỷ lệ sâu đục quả vải dưới 15%, giảm thiểu lượng thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn hàng hóa an toàn. Quy trình được triển khai trên thực tế với diện tích 3 ha tại xã Tam Đa và Minh Tiến. Kết quả là tỷ lệ sâu đục quả vải tại mô hình rất thấp, có gia đình gần như không còn tình trạng sâu đục quả vải. Mới đây, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình khảo nghiệm trình diễn giống lúa HDT10 tại xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ. Mô hình được triển khai từ đầu vụ xuân với diện tích 3 ha theo phương thức gieo thẳng. Theo đánh giá, lúa HDT10 trong mô hình sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh nhiều, số rảnh hữu hiệu cao, chỗ bông tập trung, chống chịu với sâu bệnh ngoại cảnh và chống đổ tốt, bông to, hạt xếp xít, tỷ lệ hạt chắc cao. Dự kiến năng suất thực thu đạt 64,4 tạ một hecta, cao hơn gần 10 tạ một hecta so với giống lúa Bắc Thơm số 7. Với những ưu điểm nổi trội của giống lúa HDT10, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục cho khảo nghiệm trình diễn trong những vụ tới.
Để cây quất cảnh ra hoa, ra quả đẹp, bán đúng vào dịp Tết Nguyên đán, sau khi đào quất xong, các hộ trồng quất cảnh trên địa bàn tỉnh ta hiện đang tiến hành các biện pháp chăm sóc. Từ lâu, cây quất cảnh đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ nông dân trên địa bàn các huyện Khoái Châu, Văn Giang, Yên Mỹ. Tuy nhiên, mặc dù cho giá trị kinh tế cao, song cây quất cảnh lại đòi hỏi kỹ thuật trồng và chăm sóc hết sức tỉ mỉ. Gia đình chị Quách Thị Hân, thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, năm nào cũng trồng gần 2.000 gốc quất cảnh, chia sẻ. Để cây quất cho lá xanh quả to đều, hàng năm sau khi đào quất xong, gia đình thường tập trung bổ sung các dưỡng chất để chăm sóc. Gia đình vẫn thường đào quất về thì vẫn dùng Chico Đại học Cần Thơ 10 mũ 8 thì là để bảo vệ cây trồng. Thì mỗi một gói này mình trộn cho 50 cân đỗ để cho nó khỏi bị vàng lá thối rễ, rồi là bệnh chết rũ của cây con. Ngoài kinh nghiệm trên, bà con cần lưu ý sau khi đào quất, cứ từ 5 ngày tiến hành tưới nước một lần. Khi cây đã đậu quả mà gặp những đợt sương muối thì sáng sớm phải phun nước rửa lá, quả để quả không bị giám. Bón phân thúc thường tưới đến hết tháng 11 âm lịch. Đối với các biện pháp kỹ thuật mà xử lý rễ thì cho cái biện pháp tác động cơ giới, do đó thì cái bộ rễ của cái cây quất cảnh nó riêng ấy là nó bị tổn thương, nó là cái nguyên nhân dẫn tới tình trạng mà các cái nấm bệnh ở dưới đất nó có thể xâm nhập vào và gây ra hiện tượng mà thối rễ hay là gây vàng lá ở trên. Cái thứ hai nữa là khi mà cái bộ rễ của cái cây nó bị tổn thương thì như vậy thì cây nó sẽ bị yếu, và do đó thì bà con chúng ta cũng cần phải lưu tâm trong cái chuyện mà chăm sóc dinh dưỡng làm sao cho nó hợp lý để cây nó có thể phục hồi, để hạn chế được cái sự tác nhân của các cái nấm bệnh ở trong đất nó xâm nhập vào cái bộ rễ và gây ra cái hiện tượng mà vàng lá thối rễ. Thì bà con chúng ta nên là xử lý các cái chế phẩm như là Chico DHCT của Đại học Cần Thơ. Đây là một cái sản phẩm mà nấm đối kháng trong một cái gam Chico DHCT thì nó chứa tới cả 100 triệu các cái bào tử nấm có lợi, tức là đưa các cái chủng nấm có lợi này vào trong đất và từ đó thì nó sẽ tìm các cái nấm có hại gây ra cái bệnh ở dưới gốc, dưới rễ, và từ đó nó sẽ hạn chế được cái nguồn bệnh ở trong đất. Và hai nữa thì cái Chico DHCT cũng là một trong những nguồn thức ăn hữu cơ giúp cho cái cây nó phục hồi ở trong cái giai đoạn mà bộ rễ nó đang tổn thương. Bên cạnh đó, bà con cần làm cỏ xới sáo, vét luống thường xuyên để ruộng nhanh thoát nước, tránh hiện tượng mưa úng làm ảnh hưởng đến cây, và đặc biệt chú ý phòng trừ sâu bệnh.